Theo tờ New York Times, sáng 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, ít nhất 46 người di cư không có giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong tình trạng đã thiệt mạng bên trong chiếc xe tải đầu kéo ở San Antonio, bang Texas, Mỹ. Ngoài ra, 12 người khác được tìm thấy còn sống và được đưa đến các bệnh viện địa phương. Chiếc xe này được tìm thấy bên cạnh đường rây tàu hỏa tại khu vực hẻo lánh ở ngoại ô phía nam thành phố San Antonio. Thống đốc Greg Abbott của bang Texas cho biết, thi thể của ít nhất 46 người này được cho là di cư từ Mexico đến Mỹ đã chết hôm thứ Hai 27 tháng 6 theo giờ địa phương, bên trong và xung quanh một chiếc xe đầu kéo bị bỏ hoang ở ngoại ô San Antonio. Một quan chức Mỹ cho biết số người chết bao gồm cả trẻ em. Hiện có rất nhiều cập nhật khác nhau về số người chết tại xe đầu kéo ở San Antonio. Tuy nhiên, theo New York Times, thông báo chính thức của thống đốc Texas Greg Abbott ghi nhận số trường hợp tử vong là ít nhất 46 người, nghi là người di cư từ Mexico. Cũng theo New York Times, cảnh sát trưởng William McManus của San Antonio cho biết 3 người đã bị bắt giữ. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nói rằng một quan chức lãnh sự nước này đang đến địa điểm phát hiện thi thể. Ông Ebrard cũng gửi lời chia buồn và cho biết chưa có thông tin về quốc tịch của các nạn nhân. Theo tờ New York Times, Sở Cảnh sát thành phố San Antonio đã cho mở cuộc điều tra và truy tìm tài xế của chiếc xe tải. Bộ An ninh Nội địa Mỹ dự kiến sẽ tiếp nhận điều tra vụ việc. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của nhóm người trên. Tuy nhiên, thành phố San Antonio và các thành phố khác trên khắp Texas đang trải qua thời tiết nắng nóng gần mức kỷ lục trong tháng 6. Tính đến ngày 27 tháng 6, thành phố San Antonio đã trải qua 17 ngày nhiệt độ lên tới gần 38 độ C.